Xe này một khi máy rồi các bạn. Tôi chưa thể hiện được. Đúng là sầu riêng miền Tây nha các bạn. Vỏ lúc nào cũng tươi xanh, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Anh trai đục mưa xong rồi mua sầu riêng luôn rồi các bạn. Quay YouTube, quay YouTube. Đầu tư dữ ha. Quay chơi bậy bạ đó. Ô, quay chơi mà có tiền là được. Cũng đủ cà phê. Hàng rau dẻo mới chín tới nè các bạn. Màu đẹp. Nhìn nó ngon quá ha. Dạ. Ri 6 anh. Đúng rồi, ri 6 miền Tây. Đúng ngày miền Tây là cơm nó sẽ vàng vậy nè. Đây nè các bạn. Trời ơi, mưa. Trời chiều là không thích mưa, là không mưa thôi các bạn. Dạ. Khui luôn cho chị. Dạ, rồi chị gái mua đây rồi, rất ngon. Chiều nó té rồi các bạn, mưa trơn. Gặp mang đôi dép cùi đó. Hàng mới chín tới luôn, không kịp chín để bán luôn. Muối này muối giòn. Mua này chắc ba lạng quá. Đỉnh.